Alo các bạn, sau khi mình ghé thăm cái showroom của Tesla ở thành phố San Jose và sau đó là mình ghé cái trụ sở R&D, Research and Development của Tesla ở thành phố Palo Alto, thì mình sẽ đi qua bên cái nhà sản xuất xe của Tesla bên thành phố Fremont. Thì từ cái trụ sở của Tesla lái xe khoảng 20 phút thì mình đến thành phố Fremont. Thì cái nhà hiện giờ nhà sản xuất xe của Tesla ở Fremont này nó không có mới. Nó có từ năm 1962, lúc đó là của GM. Và đến năm 1984 thì GM với Toyota, hai hãng này cùng hợp tác nhau ở đây. Và đến năm 2008, thời gian này là thời gian như cả thế giới bị khủng hoảng tài chính. Và đến năm 2009 thì GM khai phá sản. Thì đến năm 2010, Toyota quyết định bán cái nhà sản xuất này. Thì đồng thời lúc đó là Tesla mới coi như là mới ra đời, đang tìm chỗ một là xây lên cái nhà sản xuất mới hoặc là đi mua lại những cái nhà sản xuất khác mà họ muốn bán. Thì rất là may mắn cho Tesla thì lúc này là Toyota muốn bán cái nhà sản xuất này ở Fremont. Thì cái giá mà Tesla mua lúc đó là chỉ có 42 triệu đô. Và trong cái deal đó nữa là Toyota phải mua 50 triệu đô tiền stock của Tesla sau khi Tesla ra IPO. Và chưa hết, và Toyota phải cho Tesla hợp tác để mà sản xuất chiếc RAV4, Toyota RAV4 xe điện. Mình nghĩ là Tesla lúc này là rất là mới, không có kinh nghiệm bằng Toyota. Và nếu mà hợp tác như vậy là Tesla sẽ học hỏi của Toyota rất là nhiều thứ. Và hiện giờ cái nhà sản xuất này có tổng cộng là 22.000 nhân viên ở đây. Và năm 2023 ở đây sản xuất được 560.000 chiếc xe. Và cái capacity ở đây á làm có thể làm ra được 650.000 chiếc xe. Là capacity là maximum á. Và cái chi tiết khác nữa, khi mà Tesla mua 42 triệu đô cho cái nhà sản xuất này là Tesla cũng trả thêm 15 triệu đô để mua những cái dụng cụ mà Tesla thấy vẫn còn sử dụng được. Thì trong lúc mà Tesla mua cái nhà sản xuất này á, thì lúc đó Tesla rất là nhỏ, chỉ cần 1 phần 10 của cái khu đất này thôi. Đồng thời là cái máy dập Tesla mua ở tiểu bang Michigan hiệu Schuler đó, thì Tesla lúc đó trả có 6 triệu đô, trong khi cái máy này nó giá trị tới 50 triệu. Cho nên là cái anh Tesla này coi như là rất là may mắn đúng lúc luôn. Cái gì cũng được discount rất là sâu, rất là nặng. Và cho khi mà mới khởi nghiệp thì Tesla có 1.000 nhân viên. Tức là năm 2010 á, đến năm 2013 thì nhân viên lên tới 3.000. Rồi đến năm 2016 nhân viên lên tới 6.000. 2017 10.000. Và đến năm 2022 nhân viên ở đây lên tới 22.000 cho đến bây giờ. Đồng thời nữa là Tesla
tiếp tục mua mấy miếng đất xung quanh. Lúc đầu chỉ cần có 1/10 thôi, nhưng mà bây giờ không đủ, phải mua thêm những cái đất xung quanh và những cái bộ phận và linh kiện là Tesla đa phần là tự làm hết. Ngoài cục pin cho chiếc Model S và X, thì pin cho cái Model S và X là nhập từ Nhật, hãng Panasonic. Và pin mà cho Model 3 và Y thì Tesla tự làm ở tiểu bang Nevada của cái nhà sản xuất pin lớn Giga Factory ở tiểu bang Nevada. Và đó là về Tesla ở đây.